Nhật.vn xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục về cái mẫu ghế Panasonic EPMA99 đời 2019. Hiện nay ở trên thế giới thì ra mẫu EP100 rồi, tức là đời 2020, nhưng mà tôi cũng chưa cập nhật được. Và đây là mẫu 2019 thì cũng là mới nhất của Pana rồi. Pana thì nó có 3 phiên bản là series 7, series 8 và series 9. Thì series 9 là series đầy đủ và cao cấp nhất, tức là đầy đủ từ hồng ngoại, kéo bể, pin ăn chân và massage chân, massage hông. Và da thì nó cũng là phiên bản da cao cấp luôn. Như mọi người thấy, có thể nói là cái da này rất là cao cấp luôn. Chắc là không có dòng ghế nào mà có dòng da sang trọng và cao cấp giống như cái dòng Pana, chỉ ngồi vào cái thích rồi. Tiếp theo là cái bảng điều khiển của máy. Bảng điều khiển của máy rất là trực quan. Đấy là hình thể của người, và khi người ta bóp đến đâu ấy, thì cơ thể nó sẽ bóp đi đến đó. Đấy. Và đây là những cái chế độ mà máy bắt đầu thực hiện bên trên. Chế độ ngả, chế độ kéo giãn và khí bóp để từng phần một. Cái dòng massage chân của Pana này thì nó đi theo toàn bộ da ở phía dưới. Nó có một cái máy massage chân, tức là ai mà cần massage chân ở cái phần chân thì rất là thích luôn. Nó đúng như một cái máy massage chân. Cái phần thân này có thể kéo giãn ra và đẩy ra, đẩy lên, đẩy xuống, để thích hợp với những người chân ngắn, chân dài. Và như bản ghế này hoàn toàn là chưa sử dụng luôn. Đằng hai bên hông, hai bên tay, tức là nó sẽ bóp ở phần đằng sau gót chân, phần hai bên gót chân, lòng bàn chân và phần đằng sau. Phần thân này có thể bóp cả đùi, bóp cả đùi, và cái phần đùi này mình có thể chỉnh ra để được rộng nhẹ với cái kích thước đùi của từng người một. Massage tay của Pana thì rất là hay, trông nó kiểu giống như là một cái hộp bênh ấy, ở đấy là đặt tay ở bên trong thì nó sẽ có thể phần vai, massage vai và massage gáy. Nói chung là đặc điểm đặc trưng của dòng Pana là thiết kế rất là đơn giản nhưng mà sang trọng. Và chúng ta thử bấm một vài bất kỳ đó, màn hình hiển thị bắt đầu nó sẽ chạy ra những cái chế độ và để điều chỉnh ra những cái nực của từng phần một. Đấy. Và phần chân, nói chung là nếu như ai mà cần cái phiên bản mẫu Pana cao cấp thì có thể chọn cái phiên bản MA99 này, và có thể nói là độc quyền tại Việt Nam hiện tại, không có ai có mẫu này cả. Lao Tụ Nhật đang bán cái này với giá là 70 triệu ạ.